Sau 2-3 tháng cô cũng trốn tù được. Thật có hai cái đầu lâu nè. Mẹ ơi. Thôi đi ngủ thôi. Mưa lớn rồi. Quá, ngủ rồi mà sao nó vẫn còn tới? Ừ. Cái gì vậy? Không biết. Ủa sáng lên rồi. Đang nãy là trời ơi mấy ơi, Phan Phan để á vô. Tôi đi cắt đổ nè. Ủa ông vẫn còn giữ ba cái đồ của ngân hàng mà ông vừa cướp hả? Ừ. Không biết cái ông chủ không có cao nhỉ. Ơi chế tạo được 58 cái này nè. Con chim á. Để tôi đắp cắt hết đồ. Chừng ơi chim. Mà sao tự nhiên bên nhà mình có hai cái đầu với cái con quái quỷ vậy? À tôi để cho đẹp. Nè lấy cái cướp nè. Ủa toàn là đồ của tôi không vậy? À lúc bơ à, làm giết. Để tôi gọi ông chủ cho. Giờ đi gặp điện thoại cũng gặp ba. Tại vì nghèo quá không có. Còn tôi có cái đồ cái gì trắng trắng ở miệng á, tôi có thể gọi điện cho ông chủ được một con cái nó. À, số gì quên rồi. Ông số ông chủ rồi gì quên rồi. Ai biết đâu 09 gì đó. À 0954666955. Trời ơi cậu chơi tới ship 666 luôn hả? Chơi ghê với ba. Sao chưa điện ta? Chắc để ê suy đi, để ngồi ở đây đi. Ôi. À mà tôi nói một câu nghe, nãy giờ tự nhiên xung quanh không có cái gì vậy? À tôi cũng không biết nữa, tự nhiên tôi có cái gì xung quanh hoài luôn á. À tôi có cái đồ phòng thủ, tôi uống thuốc uống thuốc gì này hiệu ứng vô cho nên tôi có. À mà nãy giờ ông chủ không gọi ta. Nói hình như tôi nghe điện thoại của ông chủ nó bay nè. Thôi đi thôi. Ấy đằng kia có cái gì trắng kỳ lạ quá à. Cứ thử mấy mình vô đó nha. Bây giờ tối quá đi. Hình như tôi thấy tối sao á. Mẹ ơi em đi đâu hả? Đi đuốc đi đuốc. Ý có một quái vật nè. Ơ đừng có bắn nó. Đừng bắn nó. Rồi săn luôn. Ủa ông chưa nữa. Thôi rồi ơi đi qua đây. Đi qua ngôi nhà trắng này nè ông ơi. Ngủ quá ông ơi. Ôi trời, ủng hộ. Trời ơi, bữa nay tao gặp mấy gì không đấy? À, ghê quá. Ê, kinh phái. Vô đi vô. Ông ơi, hình như ở đây có bức thư gì nè, ngoài tối quá à. Ông có cây đuốc không? Đặt có. Cái sáng đấy. Hình như ông nhắn cái gì nè. Gì đây? 12 tháng 3 năm 1982, lời nói cuối cùng khi hai người đọc được lá thư này. Thư này mà ông ghi thành chữ bậy luôn á cậu. Hay ông ghi. Ê, ông ghi gì? Thật ra là mày chứ. Thì ta đã không còn trên đời. Nếu hai người nhận được bức thư này thì ta để vũ khí cho hai người. Wow. Vũ khí ta để ở dưới tầng hầm. Hãy đi kiếm nó và giết kẻ đã hại ta. What? Tạm biệt hai người. Trời ơi. Ông chủ ông chết rồi. Help. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Phan, coi chừng dưới tầng hầm có hàng nào đó. Nhưng mình nghe tiếng gì đó cậu ơi. Tiếng sườn. Ê con gì kìa. Đi ra. Để mảnh xíu nha. Mình đi nhả xíu. Mà khoan đã. Có một bộ xương. Trời ơi. Đưa đi cùng mấy cho mình. Với cùng mấy tên. Đưa cho mình đi. À đi chi đôi ra. Chi đôi ra đi cậu. Ê nha bạn. Chi đôi với mình ơi. Tại vì mình vứt cái trong Minecraft mà. Bạn có nhiêu rồi? Không con cái nữa. Mình giết được nó rồi. Được rồi, được rồi. Mỗi đứa thêm 4. Trời ơi. Ổ máu nè. Ê. Chích bạ sao lên. Ê, ở ngoài đào đất rồi mà. Phan, chỗ này không có đuốc rồi. Đi lên lấy đuốc, đi lên. Này cậu ơi, hình như dưới này có con lợn đó cậu. Ủa, ớt là cái gì vậy? Ủa? Chắc là ổng để quên con lợn ở đây. Tại con lợn chắc ổng nuôi á. Ông nuôi dưới đó. Phan, mình cần một cái đuốc. Thôi để mình ra chợ mua một cái đuốc. Lâu quá vậy ta. À,
Chạy 1 tỷ km, ý lộn, có 1 km. Trời ơi, con chạy chi mà chạy dữ vậy? Trời ở đây, ơi, ở đây có đuốc là sao con không lấy? Hả? Ở đây có đuốc là sao con không lấy? Quá. Sẵn tiện mua vài cái đuốc á. Đây con cầm cái gì trên tay á? À, mình mua cái đuốc xong rồi ổng cho luôn cục xương ăn cho nó ngon. Con nên ăn xương hả? À? Ok, mình ăn xương thiên hả? Nhầm. Rồi, ngon chim. Ê, ổng tặng luôn hai cái này nè, mình không biết gì luôn á. Cái gì này vậy? Không biết. Ủa, mình nhìn giống con rối thấy mạng quá vậy cậu. Ê, đưa đuốc cho mình đi, đưa bước mình. Rồi, đưa cái bà cậu chi đôi ra đi. Cậu chi đôi ra cái con cái một bà. Ủa. Phan, để mình lại hỏi cái ông kia là ai đã sát hại ông chủ nhỉ? Mình không biết ai đã sát hại ông chủ. Ê, trời, cậu định đập nhà hả? Này cậu ơi, mặc giáp vô đi. Hồi nãy mình đọc được cái bản này xong rồi mình xuống đây xong mình lấy gương phải không? Ê, khí cái cung nè, để tôi đập cái đầu xương nhớ lại kỷ niệm. Trời ơi, nhớ lại kỷ niệm của ổng cho chúng ta. Bạn nhìn cái ông mà nhìn cái đầu xương chắc tôi hết ngủ à. Từ nhỏ là tôi mất chứng sợ ma rồi ông ơi. Ai da, tôi lên không được. Cố, tôi đẩy ông lên. Ok, đi rồi. Ăn đồ dảo đã. Khoan, hình như tôi mặc thịt con ngốt miệng tôi đâu rồi. Ông mặc sao tôi không thấy cái mắt ông đâu chứ. Ủa, tôi không thấy được. Ai thấy được rồi. Khoan, tôi không thấy cái gì. Ui, quái vật kia. Dạ. Mày. Nguy hiểm. Mày. Này, trong ơi, túi tôi có một cái ly sữa. Đâu rồi? Ly sữa đâu rồi? Này cậu ơi, cậu cho mình mượn cúp được không? Cậu uống sữa vào nha. Thôi mình không uống đâu. Uống đi, ngon lắm. Sữa này mua ở Mỹ á. Thôi mình trời ơi, tôi vô xuống Mỹ rồi tôi đi mua sữa cho cậu uống buồn. Thôi uống thì uống. Mệt cậu quá nha. Ủa. Oh my god, mất sức mạnh rồi. Hên quá mình vậy. Oh my god, mình vẫn còn cái tim ha ha. Trong lúc đó cho mình mở cái cúp anh cậu, cho mình mở cái cúp. Cúp mình đâu? Cúp cậu đâu? Mình để quên nhà. À đủ. Thì... quý. Nè cho mình. Thôi hỏi kệ. Sao cho mình hỏi là cái cậu đội cái nón, nhưng mà mình không bao giờ thấy cái miệng của cậu đâu. Mình thấy cái miệng của cậu mà đôi mắt của cậu mình thấy kìa kìa. Ok, ê phải. Có tiếng gầm gừ trong đó. Cái gì? Cái gì kìa? Ê, đứng vô. Phải đứng vô đó. Để bắn rồi. Con gì vậy? Đây là quái vật gì đây? Con này con gì vậy? Đây hình như nó bất tử gì sao? Phải đừng bắn nó. Nó bất tử á. Chỉ còn cách là chém thôi cậu ơi. Phải để chúng mình hết chắc rồi. Chắc là như mà lấy. Ê, đừng. Nó tử, hình như chúng ta phải mở cục này. Mở ra, 1, 2, 3. Vô chưa nó. Gì? Tại vì còn là người chết. Người chết trước. Ê, quá, đừng cố gắng nữa. Au, ai da, vậy mình đánh không được. Ai da. Dạ. Dạ. Giết nó. Mày. Au. Mình sẽ bảo vệ cậu. Ây da. Mình đeo cái này hình như mình. Ê cậu đừng, cậu đeo cái bùa đó. Cậu có đánh được không? Áo. Áo. Mình mắc cái bùa vô cậu rồi đó. Hả? Mình mắc cái bùa rồi. Ê cậu đang cầm bùa mà. Ừ đúng rồi hả? Mà cái này nó cấu rồi, nó cấu lại. Ây da. Áo. Cho con giết tới. Áo. Áo. Không đâu, mình không có tấu bàn tại đây. Ê, mình sắp hết bùa rồi. Không anh. Để mình giết nó. Mình sắp hết bùa rồi. Ai da, tự nhiên dạo này mình không đánh được mày. Chế mình được hồi sinh. À, chết bà rồi. Ô, may quá. May quá mình được không được. Đau lắm mà. Nói gì cậu cho nó mình đưa cho cái đầu xanh này đưa cho cậu và cậu.
là người có thể sống sót cho đến giây phút cuối cùng. Mình tin tưởng với cậu. Nè, mình đưa đó. Bằng mọi giá cậu phải sống cho mình. Cậu mà chết là mình sẽ giận cậu lắm. Mình sẽ hy sinh đầu tiên. Cậu đừng có. Chắc nó muốn cùng luôn. Ăn cùng. Cậu giết nó đi. Bộ ăn không hấp lại. Con này nó mạnh quá cậu ơi. Ơi hình như nó có sức mạnh là không cho tụi mình đánh được á. Ê phản tao được. Ai mình đi không được. Bắn nát sọ miệng nè. Mày nè. Để mình tí nha. Ừ, mình tới đây. Cái chiếu mạnh của nhất của mình. Ê, tôi bị cháy này. Phan, nếu bị cháy á thì kêu nó lại đây. Vụ nó lại nhà băng. Biết sao nếu mà cháy nó cắn mình thì mình sẽ bị cháy. Đó, mình nói rồi. Cho mình mượn cái kiếm đó đi cậu. Hả? Nhanh lên, mình cần cái kiếm đó nhiều lắm. Nè, của nó tới kìa. Không, mình cần cái kiếm chứ mình không cần cái này. Bị chắn. Ôi, nó mất tiêu rồi. Hắn luôn rồi, nó đâu rồi? Phan. Hình như nó chết rồi. Nó chết rồi hả? À mà mình xin nói có cậu có biết kiếm này ở đâu không? Đâu vậy? Chỗ này nè các bạn. Cậu nhớ nha. Nếu cậu muốn lấy cái kiếm này á. Cậu chỗ này nè. Mình lúc đó mình giấu cái kiếm ở dưới đây nè. Ai da bây giờ mình đói rồi mình giết bò một tí. À nếu mình giết bò thì mình sẽ được nhiều thịt. Nào cho đã luôn, cậu cần không? Ơi mình ơi. Mình cả đám rồi. Cuối cùng chúng ta cũng được yên lặng nhưng mà mình thấy không nữa. Mình thấy không được tốt lắm cậu ơi. Ok nhưng mà chỉ có một cái kiếm mẹ mạnh gì thôi. Ok. Ok chúng ta đã làm việc xong rồi, chơi hơi mệt. Wow. Mệt quá đây. Thôi đi, gặp mình hết video, gặp mình nhớ like, subscribe để mình ra video tiếp nha. Bye bye.